Những ngày này, tại phòng tiếp dân thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Quảng Nam, đông đảo người dân đến làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Tại đây, các bước trong quy trình cấp tài khoản định danh điện tử đều được cán bộ công an thực hiện chặt chẽ. Trường hợp người dân chưa hiểu thì đơn vị phân công cán bộ phụ trách để tận tình kịp thời hướng dẫn, giải thích rõ ràng để phối hợp thực hiện. Mình thấy là cô đến đây thì khách hàng người đông, dân người đông, nhưng mà người ta làm rất là tình tự từng bước, hướng dẫn cụ thể. Tất nhiên là dân thì không chưa nắm hết được cái vấn đề kỹ thuật, nhưng mà người ta đã hướng dẫn từng cái một, bước một, cho nên như vậy là rất là hay. Người ta làm rất là chuyên nghiệp, lực lượng công an người ta có là các bộ phận, kể cả cấp những thông tin báo đài luôn luôn giúp cho người dân để thực hiện những công việc chỉnh chu hơn. Thứ nhất là em được biết thông tin trên các trang mạng cũng như là báo đài, và thứ hai là các anh chị em trong cơ quan cũng có đi làm. Thì hiện tại thì với cái tài khoản mà định danh này thì rất là tiện lợi, em thấy nó rất là tiện lợi. Thứ nhất là mình có thể chỉ cần một cái smartphone như thế này là đã đi được, đi máy bay hoặc là đi khám chữa bệnh hoặc là các giấy phép lái xe cũng như là các bảo hiểm xã hội, các giấy tờ nó có trong một cái app như vậy thì rất là tiện lợi cho người dân sử dụng. Tại thành phố Tam Kỳ, địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn bằng nhiều hình thức để người dân nắm bắt chủ trương về việc cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Đặc biệt là phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng phần mềm VNEAD bước 1. Tại công an thành phố, khi công dân đến thực hiện thủ tục hành chính, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng đã lồng ghép hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNEAD bước 2, góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao. Công an thành phố cũng đã chỉ đạo công an các xã phường là phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ và tổ công nghệ cộng đồng ở địa phương để mà hướng dẫn kích hoạt cho người dân, và đối với những người dân mà chưa có smartphone thì cũng sẽ hướng dẫn kích hoạt trên các thiết bị điện tử như là máy tính xách tay. Trong thời gian đấy thì công an thành phố tiếp tục tuyên truyền vận động người dân và cho người dân thấu hiểu được những cái tiện ích của cái định danh điện tử mức 2 để người dân có thể là tự cài đặt, hoặc là công an thành phố và công an các xã phường sẽ giúp người dân là kích hoạt tài khoản này. Hiện nay đối với lực lượng công an thì đã chỉ đạo cho công an các đơn vị địa phương trong phạm vi toàn tỉnh bố trí lực lượng, tổ chức các cái điểm cài đặt rồi là tích hợp cái định danh điện tử cho công dân ở tại các cơ quan công an, từ phòng cảnh sát quản lý hành chính đến công an 18 huyện thị xã, đồng thời bố trí các tổ lưu động phối hợp với các cấp các ngành, tổ công nghệ số cộng đồng đến từng nhà, ra từng ngõ, gõ từng nhà để rồi là hướng dẫn bà con nhân dân cài đặt cái định danh điện tử mức 1, mức 2 để làm sao đó phấn đấu là từ nay đến 30 tháng 6 thì trên địa bàn tỉnh chúng ta có khoảng được hơn 700.000 cái tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 được cài đặt, và đẩy mạnh cái ứng dụng này trong cái phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEAD giúp công dân tích hợp hàng loạt giấy tờ cá nhân dạng điện tử như thông tin giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, lưu trú trực tuyến cùng nhiều tiện ích về chính phủ số, xã hội số, phát triển công dân số. Qua đây phục vụ công tác chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong tương lai.